chào mọi người. Hôm nay ở dưới đường đua F1 Mỹ Đình, anh em chúng tôi được trải nghiệm chiếc Lexus RX 500h bản S Sport này, hoàn toàn mới. Đây là một cái thế hệ RX hoàn toàn mới của Lexus, và cái hoàn toàn mới này nó thực sự mới từ trong ra ngoài luôn. Ok, hôm nay thì có lẽ chúng ta sẽ tạm bỏ qua cái việc là chúng ta giới thiệu hay là chúng ta chiêm ngưỡng hay chúng ta đánh giá về hình thức đi. Ở đây là trường đua và chúng ta sẽ nói về cái phần mà performance, tức là cái điều mà làm nên cái sự khác biệt của nó. Điều khác biệt đầu tiên của chiếc 500h này so với thế hệ trước của nó, đó là sự thay đổi ở cái khối động cơ. Khối động cơ này của Lexus RX 500h là một động cơ 2.4 lít tăng áp cộng với hai động cơ điện. Một động cơ điện ở trục trước có công suất nhỏ hơn và một động cơ điện ở trục sau có công suất lớn hơn. Nó lớn đến 76 kW. 76 kW có nghĩa là có trên 100 mã cho một cái động cơ rất đằng là sau. Nhiều đấy nhỉ. Và một cái cục pin hybrid nó lithium nó nằm ở phía giữa xe. Nó nằm ở phía giữa xe. Và tất cả cái động cơ điện này, động cơ xăng này bằng một hộp số 6 cấp. Nhưng có một cái điều rất đặc biệt của chiếc xe này, đó là gì mình biết không? Chiếc xe này hoàn toàn không còn sự xuất hiện của bộ V-Sai cơ khí nữa, cả trước và sau. Tất cả nó chuyển sang V-Sai điện tử. Và đương nhiên rồi, đây là hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian mà Lexus gọi là Direct 4. Và cái hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian này hoàn toàn không có sự xuất hiện của các V-Sai cơ khí và trục các đăng. Thực ra ở thế hệ trước thì vẫn cũng là động hybrid, nhưng mà họ vẫn có V-Sai cơ khí, vẫn có trục các đăng và chuyển lực xuống hai bánh trước và hai bánh sau. Nhưng với thế hệ này thì hoàn toàn không. V-Sai điện tử điều khiển 100% bằng máy tính. Nó chính xác, nó dùng motor điện để nó điều khiển thì nó phải chính xác đến gọi là phần nghìn giây chứ không phải là gì. Đó, đấy là một sự khác biệt. Và chính cái sự khác biệt này nó sẽ dẫn đến là chiếc xe này nó gia tăng cái cảm giác lái rất nhiều. Đấy là về phần động cơ. Thế còn cái phần mà phần không gầm, phần mà nó tạo nên cái cảm giác handling của chiếc xe thì theo anh thấy thế nào? Ok, thế bây giờ chúng ta sẽ nói về phần khung trước đi. Phần khung của Lexus RX thế hệ mới này được đặt tên là GAK. Và so với cả thế hệ trước thì phần khung này có trọng tâm thấp hơn, chiều dài cơ sở thì dài hơn. Và đặc biệt cái khung này thì nó kết hợp cả nhôm. Nắp này bằng nhôm, tai bằng nhôm, thép thường và thép cán nóng. Đó, thép cán nóng là thép siêu cứng. Và những chỗ nào là sẽ có thép siêu cứng bao gồm có cột A, em thấy không? Cột A bé, rất là nhỏ. Cái khoang, cái thép của chắn giữa khoang động cơ và khoang hành khách để bảo vệ hành khách là hai. Toàn bộ cái phần gia cố phần khoang sau này đều là thép cán nóng cả. Và chính vì thế là bao cả cái khung gầm này nhẹ hơn, trọng tâm thấp hơn cứng hơn đến 35% so với thế trước. Cái việc mà đưa thêm khá nhiều cái vật liệu nhôm vào đây nó cũng làm cho chiếc xe thay đổi rất là nhiều về trọng lượng ấy nhỉ? Đúng rồi. Người ta sử dụng các cái nhôm ở phía đằng trước này thì nó giảm được cái trọng lượng ở phía trước lên. Vừa hấp thụ. Đúng. Và đến bây giờ thì cái phía dưới này nó có một cái động cơ lớn nữa, cho nên sự phân bổ trọng lượng giữa trước và sau của chiếc RX 500h này tuyệt vời đấy. Tức là nó có một viên pin nó nằm ở chính giữa xe này. Đúng. Tạo trọng tâm thấp này, một cái khối động cơ nằm ở phía sau này để cân bằng với cả khối động cơ phía trước, tức là nó tiến dần tới cái tỷ lệ vàng 50-50 phân bổ trước sau. Chính xác. Còn tiếp tục là nói về hệ thống treo. Hệ thống treo của RX 500h thì phía trước là MacPherson, phía sau thì là đa liên kết. Nhưng ở những cái ống trụ giảm xóc của xe này, MacPherson là MacPherson, nhưng ống trụ giảm xóc của này lại là AVS, có nghĩa là giảm xóc thích ứng tùy theo cái điều kiện địa hình
mà cái giảm xóc này nó sẽ được điều chỉnh bằng ECU, khiến cho nó cần cứng thì cứng, khi nào cần êm thì lại êm. Em hơi ngạc nhiên về cái hệ thống Champ MacPherson phía trước, bởi vì là với những cái xe đắt tiền theo kiểu xe Đức, họ không dùng hệ thống này. Tuy nhiên bây giờ thì MacPherson nó không thuần là MacPherson như những gì chúng ta thường biết, hoặc là chúng ta hay nói về những chiếc xe MacPherson của những chiếc xe rẻ tiền nữa, mà bây giờ MacPherson nó đã lai đi. Và như mọi người biết thì ở chiếc Civic Type A nó đã được cải tiến, hoặc là một chiếc VF8 nó cũng là MacPherson nhưng nó đã được cải tiến, thậm chí là những chiếc xe Porsche 911 cũng là MacPherson nhưng là cải tiến. Các bạn hãy nhớ rằng không phải là MacPherson là handling nó sẽ kém đâu. Tôi chắc là sẽ có nhiều người thắc mắc về vấn đề này nên là tôi cứ phải hỏi anh Thắng luôn, bởi vì là như thế có nghĩa là MacPherson nó đã lên một cái level khác rồi. Đúng, chứ còn không phải như chúng ta thường thấy trên những chiếc xe bình dân rẻ tiền trước đây. Đúng rồi, MacPherson bây giờ nó sẽ lai giữa MacPherson truyền thống với cả cả Nga kép. Người ta thường nói rằng cái độ ồn của khoang xe nó thường đến từ ở hàng ghế thứ hai. Thì ở trong ngay đằng sau cái này này thì Lexus người ta sẽ bơm các cái bọt xốp siêu cứng. Xốp lại siêu cứng? Xốp nhưng lại là siêu cứng. Để nó làm gì? Gia tăng cái độ cứng của xe, nhưng lại vừa cách được âm. Siêu không? Tức là vừa hỗ trợ thêm độ cứng nhưng mà lại vừa triệt tiêu cái âm vọng ở bên trong. Chính xác, cho nên nó êm là ở chỗ đó. Thêm nữa thì Lexus đã kết hợp là hàn laser và keo để tổ hợp lên cái khung xe này. Cho nên đây cũng là một trong những cái kỹ thuật rất là mới của Lexus trên chiếc RX đấy. Phải nói là chiếc xe này nó là một cái sự dung hòa của rất nhiều cái sự mâu thuẫn với nhau. Nào là dung hòa giữa cái việc comfort và handling, dung hòa giữa cái việc là cứng nhưng mà lại êm và lại triệt tiêu âm. Thì em thấy là nó cái xe này rất là thú vị. Điều này nói lên một điều là người Nhật rất biết chiều khách hàng, và đấy cũng là cái thói quen hiếu khách gọi là ở Omotenashi của người Nhật đó. Cái hệ thống Direct 4 này, trước đây là 4 với ghép D, ai biết rồi, nhưng mà cái này là một cái tên rất là mới, anh giới thiệu thêm về cái này xem nào. Nói về cái hệ thống dẫn động Direct 4 này thì nó rất là đặc biệt nhá. Thứ nhất là đây nó hoàn toàn không có vi sai bánh trước, vi sai bánh sau hay là trục các đăng cơ khí, hoàn toàn không có, điện hết. Đây là một hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian điều khiển điện. À, như em hiểu rằng là họ đưa toàn bộ cái phần điều khiển đó vào một bộ não điện tử, và họ bỏ cái phần trục các đăng đi, bởi vì tuy là dẫn động 4 bánh nhưng lại không cần thiết đến cái việc là sử dụng một trục các đăng từ chạy từ động cơ lai ra phía sau nữa. Đúng rồi. Bởi vì sao lại như thế? Lúc nãy anh có nói rồi, ở phía giữa nó đã xuất hiện của khối pin lớn, trên cái việc mà đẩy một trục cách đăng qua cái khối pin đấy gần như là không thể. Cho nên bây giờ họ đã nghĩ ra một cái hệ thống dẫn động rằng họ lắp một cái động cơ điện có công suất lớn ở đằng sau và một cái động cơ điện có công suất nhỏ ở đằng trước, kết hợp với động cơ xăng ở đằng trước. Thế là họ có một hệ thống AVKD. Cái hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian này nó sẽ căn cứ vào cái tốc độ ở bánh xe này, cảm biến gia tốc này và cảm biến góc lái, để khi đó nó sẽ phân bổ cái lực kéo nó tuyến từ trước và sau, có thể 100% trước, 0% sau, và đến 20% trước xuống 80% sau. Và từ đó thì đấy, em biết rồi đấy, lúc đấy anh em mình đi thấy nó phê không, quá phê luôn. Và đương nhiên rồi, khi mà điều khiển điện ý, thì nó chính xác, cực kỳ chính xác luôn. Cái bộ não điều khiển điện bây giờ nó không như trước nữa, nó cái thời gian mà độ trễ là gần như không có nữa, nó nhỏ hơn cái khả năng cảm giác về độ trễ của con người rất là nhiều. Đúng rồi. Cái sự phấn khích của chiếc xe này nó lại nằm ở cái là động cơ xăng nó kết hợp với động cơ điện. Thế hệ trước thì cái động cơ điện nó vẫn có công suất nhỏ thôi, nhưng ở thế hệ này cái động cơ điện nó có công suất lớn hơn, nó lại nằm ở trục sau nữa. Và chính vì vậy, và khi tăng tốc ấy, thì cái lực kéo nó rất là mạnh. Như em biết đấy, là động cơ điện nó có một cái lợi thế, đó là cái lực kéo ở điểm xuất phát nó rất mạnh. Và chính vì vậy mà chiếc xe này đạp phê kinh khủng luôn. Đấy cũng là lý do mà hãng xe tổ chức một cái buổi mà cho anh em chúng tôi được trải nghiệm ở trên đường đua Mỹ Đình này.
một cái con đường mà có thể thoải mái thể hiện tốc độ, thể hiện những cái cú đánh lái, những gọi là kinh khủng nhất có thể mà vẫn an toàn. Đúng rồi, cái câu chuyện đó là một chút nữa chúng ta sẽ chạy lại một cái bài check mà các chuyên gia đến từ Nhật Bản đã sáng tạo ra để xem cái xe này nó phản ứng với cái mặt đường thế nào. Thì những cái cú mà ngoặt đột ngột hay là những cái cú slide hoặc là cua gấp hoặc là slalom thì cái xe nó vẫn ngoan ngoãn nghe theo mình từng cú đánh của vô lăng một. Nào, bây giờ thì anh nghĩ rằng anh sẽ mời Minh lên để chúng ta trải nghiệm cái cung đường của M1 này. Ngồi trong nội thất xe này em thấy là nó có vẻ rất gần với một chiếc xe điện nhỉ. Rất ít nút này, mọi thứ điều khiển là khá là đơn giản, toàn màn hình. Đúng rồi, cái nội thất này thì người Nhật gọi nó là nội thất theo phong cách Tazuna. Tazuna thì tiếng Nhật nó là cái dây cương. Cái dây cương chính là cái để liên kết giữa người lái và giữa người cưỡi và con ngựa. Trên cái nội thất này nó cũng mang một cái cảm hứng là tất cả cái giao tiếp của người lái xe với cái xe thông qua cái nội thất này, em có thấy nó rất là cảm giác rất là thân thiện và gần như là tất cả mọi thứ nó đều cong nó hướng về cái người điều khiển đó. Em thì có cảm giác là ý anh nói là đúng, về họ hướng đến một cái việc là mọi thứ hết sức là đơn giản và nó gần gũi với cả cái trọng tâm là cái người điều khiển chiếc xe. Vẫn là cái sự tinh tế tỉ mỉ của người Nhật. Vật liệu nội thất em nhìn em, họ kết hợp vật liệu rất là xịn giữa da lộn này để che cái phần loa Mark Levinson rất là xịn, da màu đỏ, da thật màu đỏ ở ốp ở trên tay, trên phần ngựa yên ngựa, phần da lộn màu đỏ với cả da lỗ ở trên ghế, rất là nhiều chất liệu khác nhau. Đúng rồi, và rất là nhiều chất liệu đẹp. Và đặc biệt đây là phiên bản S-Sport, trên em nhìn đây trông nó rất là thể thao. Các cái vật liệu bằng carbon bằng nhôm mờ kết hợp với các cái vân kim loại trông là rất là khỏe khoắn, đúng không? Ở trên cái bản thể thao thì đúng là nó sẽ không có sự xuất hiện của những cái vật liệu theo cái kiểu các cái xe dạng comfort là gỗ lạt các thứ, đúng không anh? Đúng rồi. Họ đưa nhiều các cái chất liệu theo kiểu công nghiệp vào, những chất liệu mà xuất hiện nhiều trong các xe thể thao. Chính xác. Và mình có thấy không? Vừa nãy thì anh có nói rằng cái khung của RX thế hệ mới này nó sử dụng rất nhiều những cái vật liệu thép siêu cứng, cho nên cái cột A nó rất là nhỏ. Cột A nhỏ và cái tầm nhìn rất là rộng. Em thấy không? Em công nhận là đây là một trong số ít những cái xe Nhật hoặc là xe châu Á hay dùng mà có cái khả năng quan sát khá là dễ chịu như này. Và một cái nữa đó là dàn âm thanh. Với Lexus thì luôn luôn gắn liền với một cái tên rất là danh điển, Mark Levinson. Và cũng rất là tiếc khi mà chúng ta sẽ mở nhạc ở trên này thì rất có thể chúng ta sẽ bị gọi đánh là ăn lỗi bản quyền. Nhưng mà cái mà em thích là cái phần điều khiển này. Em rất thích cái núm vặn này trên chiếc xe, bởi vì khi chúng ta lái xe mà chúng ta cần tập trung nhiều cho việc lái xe thì những cái núm vặn điều chỉnh cơ khí này nó trực quan hơn rất là nhiều, và nó không cần phải quá nhiều cái sự tập trung vào để mà vẫn điều khiển được. Đúng. Và em thấy không? Nó vừa trực quan nhá, nhưng mà nó vẫn tinh tế nhá. Vẫn high tech, nhưng vẫn có bên trong hiển thị cái số nhiệt độ bên trong hai vùng độc lập này. Bây giờ anh sẽ cho mình một cái trải nghiệm rất performance ở trên đường này. Wow. Phanh. Thấy chưa? Mình thấy là phanh anh còn bỏ cả hai tay ra nhưng mà xe vẫn chạy theo đúng một cái hướng đi của nó, không lệch không gì cả. Hay thật, là sao mà nó có thể giữ lái được khi mà mình đạp phanh hết phanh thế nhỉ? Đấy là hệ thống can thiệp điện tử nó đã hoạt động. Và đến đây nhá, 60 km/h. Chuyển làn nhanh. Mình có thấy nó tròng trành hay là nghiêng ngả gì nữa không? Nó rất ít. Em cảm giác là nó lắc rất là ít so với cả em hình dung ra. Vì mình chạy với tốc độ này là khá cao rồi. Đó. Đấy, sẽ vào cái cung slalom này mình này.
Ngon không? Rất chính xác trong từng pha bẻ lại. Và rồi vừa rồi thì chúng ta đã vừa hoàn thành một cái check ở tại trường đua F1 Mỹ Đình. Và trên chiếc Lexus RX 500H F Sport Performance phiên bản flagship của RX, em thấy thế nào? Không hiểu làm thế nào mà họ có thể kết hợp được cái việc mà ngồi vẫn rất là dễ chịu với cái việc là lái ở một cái như một chiếc xe đua như vậy nhỉ? Cái này là cái thực sự là ngạc nhiên, vì xưa nay em đánh giá không cao Lexus nói riêng và Toyota nói chung về cái cảm giác lái, về khả năng lái. Thì cái lần này nó, cái chiếc xe này nó khá đặc biệt và nó có cho một cái cảm giác lái không giống như thế, như những gì mà em đã hình dung. Và bây giờ nếu mà các bạn muốn tìm hiểu chiếc RX 500H hoàn toàn mới, các bạn có thể đến các đại lý của Lexus ở Hà Nội, thì Lexus Thăng Long ở đường trên đường Phạm Hùng, hoặc là ở trong Sài Gòn thì có Lexus trung tâm Sài Gòn. Các bạn thử và cảm nhận xem tôi nói đúng hay là không đúng. Anh nghĩ rằng video cũng khá dài. Anh em mình cùng chào khán giả của WhatKVN và hẹn gặp lại ở một cái video sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.